viên audio xin kính chào các bác. Buổi tối hôm nay Trung viên audio lên sóng test bán anh em một cái bộ dàn có thể gọi là siêu phẩm anh em nhá. Cái bộ này rất ít về, thi thoảng nó về được một con thôi anh em nhá, mà đẹp như này cũng rất ít. Con này là con Sony CMT Z500, loa dàn đồng bộ. Bộ dàn này đẹp từ thiết kế lẫn chất âm đến chất âm các bác nhá. Đó, anh em sẽ quay một vòng hình thức cho anh em cùng nhìn qua cấu tạo của cái bộ dàn. Đấy, loa, bass jack các thứ, điều chỉnh bass jack trên mặt máy, có nút DSG là tăng tiếng bass. Dàn có thể chơi được giải mã optical từ smart TV xuống, có thể chơi điện thoại máy tính có cổng 3.5, có thể chơi được đĩa MD, chơi đĩa CD các bác nhá. Đấy, thiết kế rất là đẹp mắt. Đấy, loa các thứ là jack các thứ đầy đủ luôn anh em nhá, không phải chế jack gì cả nữa, đầy đủ jack luôn. Cổng giải mã, cổng điện thoại. Đấy, đấu ok nhá. Chỗ này là quạt, chỗ này hình như có cái quạt hay sao ấy. À, cái quạt này chỉ quay khi nó nóng thôi, còn không nóng thì nó sẽ không quay các bác nhá. Đấy, loa CD đuổi cùng một cặp luôn. Đầu máy công suất tiêu thụ điện là 65W các bác nhá. Đầu máy sản xuất tại Korea, Nhật Bản. Hai loa sản xuất tại Indonesia. Các bác đừng thắc mắc về vấn đề này nhá, không phải nó không đồng bộ mà là Nhật thì nó thường hay đặt các cái nhà máy sản xuất loa riêng và các nhà máy sản xuất đầu máy riêng. Đấy, sau nó sẽ quy tập về Nhật, sau nó xuất đi các nước. Đấy là cái chuyện hết sức bình thường, em nói để các bác nắm được nhá. Đấy, loa thùng vách các thứ như các bác nhìn nhá, rất vung vắn ok luôn. Đấy, bộ này thì em quay hình thức luôn cho các bác trước nhá, em sẽ test chất âm sau. Đấy, mặt trước loa lưu các thứ là ok. Tất nhiên hàng bãi thì không thể tránh khỏi một vài các vết chề xước nhỏ anh em nhá. Tuy nhiên với bộ dàn này thì em đánh giá là rất ít chảy xước luôn. Đấy, đem quay gần cho anh em xem nhá. Đây, nói chung đầu máy loa thứ tương đối là đẹp, với thiết kế màu tông màu là màu nâu đỏ rất là tuyệt vời luôn, nhìn rất là sang trọng. Đấy, nó vết chảy xước nhẹ nhẹ là có, nói chung hàng bãi không tránh được các bác nhá. Màn hình đỏ rất đẹp, cùng màu với tông màu với cả loa luôn. Về cơ bản bộ này em đánh giá là đẹp. Đấy, chảy xước không đáng kể anh em nhá. Đấy, thực ra người Nhật Bản nó giữ lắm, chẳng qua các vết chảy xước này đa số là do quá trình vận chuyển về Việt Nam thôi, thì do họ xếp hàng các thứ nó bộ nọ nó lẫn với bộ kia cho nên là nó bị chảy xước rồi. Chứ em thấy là những cái hàng ở bên Nhật ấy, bởi vì em đã từng có dịp sang Nhật em tham quan, đẹp tuyệt vời luôn. Thì cái này là lỗi do vận chuyển hết anh em nhá, đấy các vết chảy của này là do vận chuyển hết đấy, chứ người Nhật họ dùng giữ lắm, thì giữ hơn người Việt Nam mình nhiều. Hiện tại em đang test là cái cổng analog là cái cổng chơi điện thoại máy tính. Đây em đang test về máy tính nha các bác nhá. Đấy, ngoài ra nó có thể chơi được giải mã. Đây, em ấn function này nhá. Về chế độ là chế độ optical. Là chơi giải mã này. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? DSG lại tăng tiếng bass nhá. Anh em tắt phải tắt nó đi. Đấy thì tiếng bass nó sẽ nâng hơn, bật lên tiếng bass sẽ sâu hơn. Và ngoài ra có nút chỉnh bass jack luôn tại dàn luôn. Đây, bass jack cộng trừ 3. Đấy, jack cũng vậy nhá, jack cũng cộng trừ 3 luôn. Đấy, rồi về phần đĩa của nó thì con này chạy đĩa CD và đĩa MD. Đấy, hiện tại là em test là cái đĩa này là mắt đọc vẫn ok. Thế còn tất nhiên thì nay mai thì có thể đến lúc của nó là đĩa nó cũng kém nhé, chứ thực ra cái đĩa này nó không thể bền vĩnh cửu được không? Vì nó có cái mắt đọc thì nó có tuổi thọ anh em nhé. Hiện tại bạn về làm test là đĩa vẫn chưa ok này. Đấy, đang chơi đấy. Chuyển bài anh em bạn đến nút này nhá. Đấy, bạn đây này. Đấy, hiện tại là đĩa vẫn chơi này. Rồi em test thêm đĩa MD nhá. Đấy, CD thì test là ok rồi. Rồi để em bỏ đĩa CD ra. Đấy, MD chơi rồi này. Đây nhá. Đấy, chuyển bài đây. Đấy, đây, chuyển bài tiếp đây. Đấy, cứ vặn này là chuyển bài nhá anh em nhá. À, cái đĩa MD hình như chỉ có 2 bài hay sao ấy. Về bài 1 nào. À đâu, đang chỉ ở chế độ CD. Nó nhảy lên CD. Đấy, MD chơi ok này. Rồi chuyển về chế độ giải mã, anh em ấn nút function được cho em. Về giải mã này.
Analog trên điện thoại này, Omnico là giải mã này. Đấy, bây giờ em sẽ để cho Analog để em test chất âm cho các bác nhé. Đây Analog đây. Rồi để tôi cho đi MD ra đã. Rồi, con này chơi đàn lại nhàn được, không kén các cái dòng nhạc đâu anh em nhé. Và đặc biệt là thích hợp với G-Mix thì con này bass đánh tương đối là hay luôn. Đấy, mời các bác tránh chất âm của nó nhé. Ok anh em nhá. Giá này thì em giao lưu với các bác anh em giá là 1.900.000 đồng các bác nhá. Giá em báo chưa kèm phụ kiện. Em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các đơn chuyển đủ. Còn anh em chuyển cọc thì anh em cọc trước 300. Anh em chuyển cọc thì anh em thanh toán tiền phí giao hàng với nhân viên bưu điện giúp em. Đây là cái căng của dàn các bác nhá. Đấy, còn giá em chưa bao gồm đủ nguồn và dây giáp. Bác nào chốt của dàn này thì vui lòng liên hệ với Trung Kiên Audio qua số điện thoại, đồng thời cũng là số Zalo của em là số 0975 575 262. Đấy, bộ này nghe hay và bày cũng rất là đẹp luôn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video test của Trung Kiên Audio.